Thủ tướng Áo Karl Nehammer kêu gọi tập đoàn năng lượng Gazprom Nga nạp lại cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên gần Sambos nếu không sẽ dùng biện pháp mạnh. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Kleiner Zeitung hôm 12 tháng 5, ông Nehammer cho biết đang xem xét cơ sở lưu trữ khổng lồ của Gazprom ở Haydak và xem xét các biện pháp để lấp đầy khí đốt tại đây. Áo không có khả năng quốc hữu hóa, nhưng có những cách khác để tiếp cận cơ sở lưu trữ khí đốt của Gazprom. Điều đó có nghĩa là sử dụng nó hoặc để mất nó. Nếu không sử dụng, các công ty khác có thể sử dụng cơ sở đó. Ông Nehammer cảnh báo. Cơ sở ngầm Haydak gần Sandberg là nơi lưu trữ khí đốt lớn thứ hai ở Trung Âu, có thể chứa khoảng 1/4 lượng khí đốt tiêu thụ hàng năm của Áo. Nó thuộc về Gazprom và đang trống rỗng. Theo ông Nehammer, cơ sở gần Haydak mang ý nghĩa chiến lược quan trọng với cả Đức và các quốc gia phía Tây. Gazprom trước đây tuyên bố họ đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ theo hợp đồng bằng cách cung cấp khí đốt dựa trên đơn đặt hàng của các khách hàng châu Âu. Tháng trước, Vienna chấp nhận các điều khoản của Moscow về kế hoạch đang thanh toán vận chuyển khí đốt bằng đồng rúp. Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonhard Zegwessler khi đó xác nhận khí đốt đang được cung cấp cho Áo mà không bị gián đoạn. Bà nói thêm, nếu không có nguồn cung cấp nhiên liệu từ Nga trong năm nay, sẽ không thể lấp đầy các kho chứa trước mùa đông, nhưng Vienna sẽ tìm cách đa dạng hóa nguồn cung. Trong khi đó, Reuters hôm 12 tháng 5 đưa tin, Ukraine sẽ không mở lại tuyến đường vận chuyển khí đốt Sokranovka từ Nga đến châu Âu cho đến khi nước này kiểm soát hệ thống đường ống. Người đứng đầu nhà điều hành GTSOU nói với Reuters rằng hành động này là bất khả kháng vì phe ly khai thân Nga đánh cắp khí đốt và ngừng dòng chảy qua Sokranovka, nơi chiếm gần 1/3 lượng khí đốt Nga chuyển qua Ukraine tới châu Âu. Đường ống chạy qua khu vực Luhansk của Ukraine. Ông chủ GTSUO Sergei Makogon khẳng định sẽ không mở đường ống cho đến khi có toàn quyền kiểm soát tài sản.